Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip này thì em sẽ giới thiệu với anh em mình là một cái cặp loa đồng trục Beoner BAX20G anh em nha. Clip này thì em sẽ test chất âm cho anh em mình cùng nghe ha. Và cặp đồng trục Beoner BAX20G này thì hiện tại Việt Nam mình thì khá là hiếm hàng anh em nha. Và đặc biệt là nó còn luôn cả cái thùng giấy lúc mà hãng người ta bán ra như thế này nữa thì phải nói là cực kỳ hiếm luôn anh em. Và cặp này em thấy hiện tại ở Việt Nam mình là nó đẹp nhất luôn anh em nha. Anh em mình xem có nhu cầu cặp này thì mình alo cho em ha. Nó trang bị là loa đồng trục ha, đường kính loa lớn là 20 nha, nó loa bass là 20 ha và loa kèn gen ha, kèn gen. Cái kèn gen nó to ha, to bằng cái loa bass luôn anh em nha. Và cái lớp lưới phía trên này thì nó sẽ có một cái logo Beoner và nó có một cái lớp lưới mạ vàng ha, mạ vàng rất là đẹp anh em nha. Và gân của nó là gân giấy ha, gân giấy và nguyên zin của hãng có tẩm dầu. Và cái gân này thì còn rất là đẹp nha anh em nha. Gân này thì không có bị lủng rách gì ha. Gân nói chung là còn rất là đẹp luôn. Anh em có thể thấy đây. Thì cặp loa này được sản xuất vào năm 1960 tới giờ anh em nha. 1960 tới giờ. Thì nó còn được đẹp như thế này thì hầu như là phải nói là cực kỳ hiếm nha. Đó, còn tuyệt đẹp luôn. Thì cái cặp này là anh em nào mà mình thích nghe những cái bài nhạc acoustic này ha. Hoặc là những cái bài nhạc nhạc 75 đồ anh em nha. Đó, thì anh em mình chơi cặp này thì quá là tuyệt vời luôn. Cái tiếng bass của dòng này thì nó không có nhiều nha. Em lưu ý với anh em mình ha. Cái tiếng bass của dòng này là nó không có nhiều nhưng mà cái tiếng mic rất là ngọt và tiếng chép cực kỳ sáng và rõ luôn ha. Anh em nào mà mình thích nghe nhạc acoustic, nhạc nhẹ nhàng đồ ha, mình chơi cặp này là quá là hay nha. Còn anh em nào mà mình thích chơi bạo lực á thì anh em mình đừng có mua cặp này nha. Đó, cặp này thì nó chuyên về cái nhạc nhẹ, nhạc acoustic anh em nha. Đó, anh em mình nghe nhạc acoustic là cực kỳ hay luôn ha. Và bây giờ thì em sẽ test cho anh em mình cùng nghe một đoạn nhạc nha. Anh em mình nghe tiếng mic chép đánh rất là đã anh em. Lo anh đang để rời nha, chưa có lắp thùng. Trời lại làm đông sang, mưa tuyết ta tới. Giọt lệ nào không hay, chợt đông trên má. Giờ tim tôi đang băng thành đá, nghe xung quanh mình lệ tuyết vỡ thành mưa. Người này đã quên tình xưa, tuyết rơi chiều mưa, khóc cho tình chúng ta vì bơi đâu người xa. Chuyện tình nào xa xưa, đưa đón trong ngày mưa. Nhìn dòng người lại qua, đời sao băng giá. Người nơi đây sao vô tình quá. Ôi vây quanh mình đời cứ mãi ngược xuôi, mà thương nhớ anh nào nguôi. Vì cớ đâu mình mất nhau lòng đong. Từng hạt tuyết rơi đi khóc cho nơi đây em lẻ loi. Giờ thì chắc bên anh nắng phương lên mắt môi nồng xanh. Anh nhớ ân tình không, nơi có em chờ trông. Khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời. Giờ thì xót thương tim vẫn vương khi đôi ta biệt ly. Giờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim cuồng si. Anh có quay về chăng, em đứng đây chờ mãi cho thân xác em thành băng. Tiếng quá tuyệt vời anh em ạ. Rồi anh em mình vừa nghe em test xong một đoạn nhạc ha. Đó, một bài nhạc acoustic anh em nha. Anh em mình có thể nghe được cái tiếng lời ca sĩ ha và những cái tiếng tép nghe rất là đã luôn anh em nha. Thì con này là loa đồng trục 20 ha, loa đồng trục 20, hàng cực hiếm trên thị trường luôn ha. Giá thì 6 triệu rưỡi ha, giá 6 triệu rưỡi cho cặp này thì rất là hợp lý cho anh em mình chơi luôn nha. Đó, em bán nói chung là đã cân đối giá rồi. Anh em mình cứ tham khảo thêm nha, dòng Beoner ha. Beoner BAX20G anh em nha. Đó, anh em có thể xem. Thì cái thùng này là cái thùng nguyên bản lúc hãng người ta bán ra tới giờ ha. Đó, bên kia người ta vẫn còn giữ luôn nha. Hầu như là người ta ít có xài tới anh em, cho nên là cặp loa nó còn rất là đẹp như thế này đây nha.
Và con này thì có cái đường kính là 20 phân hơn nha, tầm 20,5 phân đầu phủ bì. Và cái kèn này thì nó to bằng cái bát luôn. Cái kèn gang này anh em mình mua rồi cũng mấy triệu rồi anh em nha. Đó. Kèn gang này thì rất là có giá trị luôn ha. Con kèn gang này tiếng cực hay luôn anh em ạ. À. Và nó có một cái lớp lưới màu vàng ở phía trên nhìn rất là đẹp. Cái này anh em nào mà mình mua về để mà mình sử dụng cho nghe nhạc ha, nó thư giãn rồi thì cực kỳ tốt luôn nha. Gân của nó là gân giấy ha, gân giấy tẩm dầu nguyên zin của hãng và gân còn đẹp không lủng rách gì nha anh em nha. Nó không lủng rách gì và gân còn rất là đẹp. Màn lo thì cũng tuyệt đẹp luôn nha. Nói chung là lo zin 100% và hoạt động tốt cho anh em mình nha. Lo này được sản xuất vào năm 1960 nha. Tính tới bây giờ là nó hơn 60 năm rồi anh em, 64 năm rồi mà nó đẹp được như thế này thì phải nói là cực kỳ là tuyệt vời nha. Lo là nguyên bản nguyên zin hết nha. Xương lo rất là đẹp luôn em nha, xương lo rất là đẹp luôn. Thì nó cũng sẽ có một vài cái điểm nhỏ nhỏ như thế này ha, không thể nào mà tránh khỏi được anh em. Nhưng mà cặp này hiện tại á, theo em biết ở Việt Nam là nó là đẹp nhất rồi đó anh em nha, nó là đẹp nhất rồi đó ha. Nó chỉ có một vài đốm nhỏ như thế này thôi, còn cũ bên đây ha rất là đẹp nha anh em. Xương lo đây anh em có thể thấy nè ha. Đó. Thì dòng này anh em mình về nghe nhạc 75 này ha, hoặc là nhạc acoustic đó. Anh em nào mình thích nghe những cái bài nhạc mà tiếng bass nó nhẹ nhàng ha, nhưng mà cần phải có cái độ trung âm rõ ràng ha. Đó, tiếng trung tốt và tiếng trép là phải sáng ha, phải bén nữa thì anh em mình chơi cặp này nha. Cọc lo đồ là nguyên bản hết nha, cọc lo cũng còn rất là đẹp, rất là mới luôn nè, anh em có thể thấy đây ha. Nói chung những hàng này sưu tầm về rất là thích anh em ạ nha, nhìn thôi đã kết rồi ha. Lo đồng trục của Beoner BAX20G nha, lo 10W ha, nó trợ kháng 16 ohm anh em nha. Và con này là độ nhạy hơn 100 dB nha, hơn 100 dB. Cho 10W này thì tiếng kêu rất là lớn nha. Và 10W này anh em mình có những con đi công suất rất nhỏ, đánh cũng rất là hay luôn em nha. Đó. Những cái dòng loa này thì rất là đặc trưng nha. Nó 10W nhưng mà cho trên cái độ nhạy trên 100 dB thì tiếng nó rất là to. Nhưng mà anh em mình sẽ ghép được những con đi tiếng hay mà công suất rất nhỏ luôn ha. Thì anh em mình ghép vào là tuyệt vời. Hoặc là anh em mình chơi những con ly đèn nữa thì cực kỳ là hay nha. Rồi, thì cái cặp này được sản xuất tại Nhật anh em nha, sản xuất tại Nhật và zin 100% ha, giá là 6 triệu 500 ngàn cho anh em mình. Anh em mình có nhu cầu thì mình alo cho em nha, lo đồng trục Beoner BAX20G. Đó, anh em mình cứ tra cái thông tin của cái cặp loa model này đi ha, thì anh em mình sẽ biết cái cặp loa này nó sẽ hiếm như thế nào ha. Thì đây em rất là may mắn sưu tầm về được một cặp này và nó còn luôn cả cái thùng giấy này, nhìn rất là thích anh em ạ nha. Đó, thì khi gửi hàng thì em sẽ cố gắng em gói thêm ha, nó sẽ đảm bảo an toàn là cái thùng giấy nó còn nguyên vẹn như vậy để gửi cho anh em mình luôn ha, để về anh em có thể trưng bày gì đó thì anh em mình làm nha. Đó, em sẽ cố gắng em giữ gìn cái thùng giấy này ha, và gói vào thùng xốp cho anh em mình nha. Đó, anh em mình yên tâm chứ không phải là bỏ vô thùng giấy hay xong là gói gửi đâu anh em nha. Nó phải cho thêm thùng xốp nữa mới an toàn được ha. Rồi, và clip em xin được kết thúc tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo nha.